Phạm Đoan Trang chịu áp lực đạo lý hay áp bức công an? Các cụ ta có câu gãi đĩ già mồm quả thật không sai chút nào. Nhất là ở thời điểm hiện nay, khi Phạm Đoan Trang lại cố tình vu cáo do áp lực đàn áp của công an khi tự hạ màn xin rút ra khỏi nhà xuất bản Tự Do. Phạm Đoan Trang tuyên bố rút khỏi nhà xuất bản Tự Do không phải thời điểm an ninh lùng sục gắt gao hay bắt bớ gì đó chẳng hạn, mà đến hôm nay lại tự tuyên bố. Đây là câu hỏi hoài nghi mà bất kỳ ai cũng có thể đặt ra lúc này, mặc dù Phạm Đoan Trang đã đăng đàn giải thích lý do cũng như được RFA hậu thuẫn loan tải. Rõ ràng, thời điểm trước khi và khi Phạm Đoan Trang tuyên bố rút khỏi nhà xuất bản Tự Do thì không hề có bất kỳ một bằng chứng nào về việc có dấu hiệu đàn áp, bắt bớ hay sách nhiễu từ phía an ninh. Chúng ta dễ dàng nhận ra vấn đề này khi trên trang Facebook cá nhân của Phạm Đoan Trang liên tục đăng tải tin chiến thắng từ giải thưởng đến phát hành sách mới. Ấy vậy, Phạm Đoan Trang lại nại ra lý do bị đàn áp và lo sợ cho những người tham gia bị bắt giữ, đàn áp, trong khi Phạm Đoan Trang lại vừa là giám đốc nhà xuất bản Tự Do, vừa là tác giả của những cuốn sách bất hợp pháp. Điều này cho thấy lý do Phạm Đoan Trang đưa ra không hợp lý về mọi phương diện. Quay lại vấn đề nhóm đấu tranh dân chủ, cùng hội cùng thuyền của Đỗ Đức Hợp đã bắt đầu châm ngòi cách đây ít ngày về các nhân vật trong làng đấu tranh dân chủ, trong đó có Phạm Đoan Trang, Bùi Thị Minh Hằng, Đoàn Huy Chương. Trong đó cung cấp nhiều chứng cứ chứng minh sự giả dối, lừa đảo, thất đức, bất nhân, bất nghĩa. Đối với Phạm Đoan Trang, nhóm Đỗ Đức Hợp đã tung nhiều bằng chứng, hình ảnh, video chứng minh rằng Phạm Đoan Trang là kẻ giả dối, bất nhân, thất đức, lừa đảo với những mưu mô dã tâm đen tối, không chỉ liên quan đến đạo đức, đạo lý mà Phạm Đoan Trang còn có những chuyện tày đình sắp được công khai có liên quan đến Trịnh Hội trong đường dây lừa đảo người đi tị nạn, một trong những tay chân đắc lực ở Thái Lan có Đoàn Huy Chương. Mới đây, đã có video đăng tải trong đó người chủ trì dòng chúa Cứu Thế Sài Gòn khẳng định không hề khiến cũng như cho phép Đoàn Huy Chương lấy danh dòng chúa Cứu Thế để quyên góp, gây quỹ ủng hộ. Nhưng thực tế, Đoàn Huy Chương đã tổ chức gây quỹ và ôm trọn số tiền đã gây quỹ được. Chính video này đã tác động mạnh đến Phạm Đoan Trang vì cô biết còn nhiều video khác sẽ tiếp tục được công khai bên cạnh việc công khai đoạn tin nhắn cô tổng xì vả tên tội phạm Trần Huỳnh Duy Thức. Vậy, mối quan hệ phức tạp của Phạm Đoan Trang với Trịnh Hội, Đoàn Huy Chương, Trịnh Hiễu Long với các tổ chức chống cộng cực đoan ở hải ngoại như thế nào? Phần nào, chúng ta bắt đầu nhìn thấy các đầu mối và tính liên quan của nó, nếu có, dần được công bố từ từ, thì sẽ như thế nào? Phải chăng Phạm Đoan Trang lo sợ đến lúc đó sẽ không chịu nổi cú sốc từ chính những người đã từng tin tưởng, yêu mến, che chở, dung dưỡng Phạm Đoan Trang quay lại nhìn Phạm Đoan Trang với ánh mắt căm thù, giống như gia đình Trần Huỳnh Duy Thức lúc này đang đau đớn vật vã vì đoạn tin nhắn của Phạm Đoan Trang, và đặc biệt hơn khi biết con người thật của Phạm Đoan Trang với những cá nhân trên trong mối quan hệ phức tạp. Như vậy, Phạm Đoan Trang tuyên bố rút lui để tránh bị nhóm của Đỗ Đức Hợp tiếp tục tung chứng cứ về những vụ việc mà Phạm Đoan Trang đã làm, đang làm, hay rút để không bao giờ có nhà đấu tranh dân chủ nào có thể gặp được Phạm Đoan Trang nữa khi mọi việc bị phơi bày trên mạng xã hội. Trong khi đó, người có tên tài khoản Băng Châu trên mạng xã hội Facebook tuyên bố việc Phạm Đoan Trang tự tuyên bố rút khỏi nhà xuất bản thì chưa thể yên được vì gió mới nổi, còn bão chưa tới. Chắc chắn chỉ một thời gian ngắn nữa thôi là mọi việc được lý giải một cách trọn vẹn, thấu đáo. Chúng tôi diễn giải như vậy, chắc các bạn đã hiểu được và chắc chắn chúng tôi tiếp tục với loạt video clip tiếp theo không chỉ đối với Phạm Đoan Trang mà hàng loạt các nhà dân chủ khác vẫn tưởng chừng chỉn chu trong chiếc áo dân chủ, nhân quyền, tự do được khoác lên.